Hôm nay không có thấy kèo, ít kèo lắm. Kèo còn toàn kèo thách nhau không. Chín binh à, mình lại thích đánh chín binh cái bản này đấy. Chuột một ca điểm thất đấu chưa trả bạn ơi, làm gì đã trả đâu. Phải đam mê thôi. Vì đam mê giàu sang, châu bán đi hạnh phúc đời mình. Vì đam mê cuộc vui, châu đá xa chân vào cạm bẫy. Quá đam mê giàu sang rồi, quá đam mê giàu sang luôn. Xong tí nó ra cục ngọc quá khổ, cái là ăn liền. Rôn này hai ba cán không có đây trước nào cày. Không, chỉ ít thì mình vẫn được con CU2 các bạn ạ, vẫn ok. Để xem chim long ngon không, chim long ngon thì đánh kim long cốc kia cũng được. Mẹ là còn gặp thằng khỏe đấy chứ. Nhìn hai con này chán. Đúng rồi, có là lấy, nó như ngoại binh vậy đấy. Tại sao không lấy, tại sao không chơi. Nó là ngoại binh mà, chúng ta phải đam mê lên. Đây rồi, bạn gọi là đam mê. Đấy, thấy không? Real Driven. Thấy không? Vậy nó mới có Real Driven mà đánh chứ. À, ôi, ông này có kim long. Ôi, kim long cuồng đao ngon nha. Kim long cuồng đao thích số ngon hơn. Ở có kim long trước mình nữa. Giết nó. Giết nó để cho nó thích số. Giết nó, đúng rồi. Ê nha, sao mà đánh con đấy, đánh con này là ngon rồi. Nhà này cũng kim long. Đam mê nhưng mà không biết, hình như nó không cần roll thì phải. Mình chỉ roll, tại vì mình bị thọt một mảng đúng không? À không, giờ mình đi lượm cái gậy lấy cái cuồng đao. Kim long xây già.
Tôi bán lợi tức đi để xếp lại các bạn. Xếp lại để tí lấy 3 cuồng lăng cho nó kê lên mana nha. À quên, lên stack nhanh. Lên xì stack nhanh. Đấy, hồi nãy có bạn kêu là đánh ván kim long đấy. Đánh kim long này. Đang là ngon. Một đáp cũng khăn. Đi mà ăn đớp cái thìa luôn. Đớp cái thìa đấy là ngon rồi, có thêm cái kim long rồi. Là kiếm gấu là 5 kim long rồi, cờ hóa này chứ biết nó đánh cái gì nữa đã, đớp rồi. Chưa biết đánh cái gì, đớp cái sẻng của mình, ghép kỵ hay ghép gì. Đánh pháo thủ, cứ thích lấy sẻng. Pháo thủ, cứ thích lấy sẻng người ta thôi. Không, lấy, nói chung là lấy cuồng đao nhiều khi là ngon hơn. Đây mình chưa có gấu, tích số nhanh đôi khi cuồng đao nó hát ra được sẻng. Cái liều đi vần, cái số nhanh hát ra sẻ hay sao? Mà nãy giờ ấy là hơi bực mình rồi đấy, hơi bực mình cái vụ gì các bạn biết không? Mình khen nhảy ngu. Mình khen hơi bực mình rồi đấy, được à. Lên 2 sao là được à. Đỡ bực rồi đấy, nói chung là đỡ bực rồi đấy. Mất chiếc thì thôi, có sao đâu. Kim long mà. Không có sen nhỉ, có sen này kẹt thêm con đấu sĩ vào là nó. Anh Kim Long kia hát được một đồ chưa? Được một đồ rồi. Nó có cháy đâu mà sức đám. Nó vẫn yếu mà.
nó có cháy rồi mà mình cần phải shut down nó. Và rất bắn nhanh hơn nhỉ, quên nhỉ. Nhưng mà con chuột được cái là cái chọi độc của nó ấy, nó cũng tính là stack cũng ngon. Chiêu triệu phép của Zoe vẫn chiêu Camelico tại nếu tùy á, em lắp đồ đam nhiều nó bắn ulti lắp thì ngon, không có gì đâu. Lắp mỗi Sojin mà đam bé thì bắn ulti lắp nó cùi. Thôi cái này thì chắc là lấy tú cú thương, tại vì đừng có roll ấn bạc mà để có trái tim kim long rồi, huy hiệu kim long rồi, nó không ra ấn khác nữa đâu, nó cũng chỉ có thế thôi, nó không ra thêm ấn khác đâu. Kê à? Chờ, biết đâu nhà tụi xèn. Cho đem máu chịu đi. Không nhà tụi xèn hay lắp ra kê luôn. Bắn bạc thì chịu không roll được nữa. Đấy tôi cũng thương đây, tí mình xài ai đáp mà. Ủa xoay bài tự động kìa ra ao trình kìa. Ao trình ai đáp 2. Rồi nó xoay bài xây da với lại Rìu Raven luôn. Rồi lắp kỵ cùng các thứ luôn. Cái này lắp kỵ này đỏ thật mà nó hát đâu ra mẹ, mấy con 3 tiền 2 sao với lại 4 tiền nhiều lắm. Lại gặp chó đỏ rồi đấy. Level 6 mà tổng cộng là nó có một đống 4 tiền với 5 tiền. 3 tiền 2 sao mà nó hát ra tận mà 3 tiền 2 sao mà nó hát ra được cả mẹ Adat 2 luôn thì chị. Bó tài. Hê này. Đỏ chó ăn tất. Rồi nó xoay rồi mà nó hát ra cả xây da nó mới ghê. Nhưng mà tí nó không có khăn nữa. Không có xẻ chắc lắp xe ke à, bắt lắp lửa đi. Lượng gấu lắp giáp lửa cũng được. Lượng gấu lắp giáp lửa, lượng ta lông thì lắp khăn cũng được. Rồi, bán này đi nữa rồi, bán này đi chắc rồi. Lobby chó đỏ, chịu rồi. Thằng này ra Rìu Raven đánh cocky nè. Lượng gấu lắp giáp lửa cũng được, chưa có đốt máu. We are at war, not nhiều nhỉ. The
là cái gì ấy, đồ là cái gì ấy. Ván này chắc mình đánh 5 kim long. Này đã. Kim long được không, lấy được 7. Từ này những cái kê sát thủ của một mình không biết cái... bài nó có lên cấp đến 9 kim long được, đến 5 kim long như thế này thôi này, lên cấp kẹp ta lông thôi. Sẽ đến 5 thôi, lên cấp kẹp ta lông và là đẹp rồi. Kim long như thế này sẽ lên cấp kẹp ta lông là hợp lý rồi, tận dụng cái trái tim kim long, cái hiệu kim long cho con này thú tượng này, con này cầm khăn đấy là đẹp. Không đánh được 7, không đánh được 9 ấy. Chả đánh được 7 đâu, yếu lắm. Đánh là cút đấy anh em ạ. Đánh chắc chắn cút luôn. Tiền bằng cái mạng được. Đánh là chắc chắn cút luôn. Phải đánh như thế này thôi. Kim long luôn, nhất thống đi, thăng hoa cũng ngon nhỉ. Chắc là đánh như thế này để lên cấp cho con này vào. Chắc là đi lượm kiếm là rất tinh thần đấy anh em ạ. Rất tinh thần máy chiếu. Con này đáp cần cái thú tượng ấy, cần cái thú tượng nó mới ngon. Thì bây giờ là mình phải tích tiền đây này, tích tiền để cái liều Raven nó mạnh đây này. Không tích không được. Tại vì bài mình level tại level 7 mà. Bây giờ có lấy cũng vậy à, vẫn bị đấm như con chó rách ấy. Mình
lễ Vang Hội là đẹp nhất rồi, à quên, lễ Hộ Pháp là đẹp nhất rồi. Lễ Hộ Pháp là đi. Bây giờ mình cần cái thú tượng, cái con này này. Cái này được 500 máu. Bài này chỉ cần trụ được là ngon. Tự nhiên có cái thằng lén này. Ra lúa này ra hài. Nó xây ra 2 chưa? Nó ra lúa xây ra 2 các bạn. Đã 2 cho nó đôi được cả xây 2 luôn. Việt Nam không ngon đâu, vẫn này không cần Việt Nam, vẫn này cần sống. Rất tinh thần hoặc là khăn các thứ để sống. Đó, hai cái đàn hoa mà. Này, rất tinh thần này. Để được sống các bạn ơi, sát thủ nó bay ngô nó đâm là chết. Không mấy thằng sát thủ nó bay ngô nó đâm là chết. Thằng này nó có mưu xây giá đi chứ đâu mà nó không ra. Rất thiên thần thôi. Đấng về cũng xài đấng đéo đâu. Xài thì cũng được, rất tinh thần quyền năng đấng, khỏi xài ta lông cũng được. Xài mẹ rất tinh thần quyền năng cho đấng luôn cũng được. Cũng được luôn. Rồi ngon. Để xây gia hát ra đồ tiếp đi. Mình hai cái thăng hoa ấy, mình mặn lắm. Cho đứng vào gọi là quẩy 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 tí cũng được. Mình không thì kẹp ta lông cũng được. Kẹp ta lông thì... Cho nhận kẹp ta lông à. Cho lấy quyền năng đi, tại mình có cái túi cứu thương. Có thread không vậy? Có một con thread các bạn. Hai con thread. Mày 99 à, mà mày đéo được 100 nữa. Nãy lấy cái nhất thống là mình cũng được 1, 2, 3 này, full hệ này. Đó, đánh như vậy ổn rồi, lên cấp bạc bụng. Dê ke à, hai cái dê ke cũng được. Hai cái dê ke, hai cái máy chiếu à, cũng được. Ron hay Karim 2 hay ở lên cấp nhỉ? Để tiền đi. Lên cấp thì bạc vào nữa là đẹp. Nó kéo từ từ bán, tí ra cuối đổi. Đó mà nó bỏ rồi, thằng này nó bỏ hết rồi. Thằng này nó bỏ Thread rồi. Còn thằng Thread kia thì mình gặp rồi. Hết Thread rồi.
Thằng Thread kia mình gặp rồi, mà thằng này nó bỏ Thread là hết luôn rồi. Hết kéo rồi. À sao có đồ thì kệ bà nó bán. Đồ đẹp thì hai cái máy chiếu thì chiếu chết mẹ chứ có gì chứ. Đồ đạc quý. Cần IDAT 2 anh biết. Em vừa cần IDAT 2 em vừa cần tiền nữa. Vừa cần đây rồi. Vừa cần IDAT 2 mà vừa cần tiền nữa. Phải để nhiều tiền máy mới mạnh. Real Driven và cục ngọc này nữa này. Em cũng để tiền thì máy yếu xìu. Cái này bạn chỉ cần con này sống qua 15 giây là xong game rồi đấy. Rồi xong rồi đó. Đam kìa, đánh thường thôi là 300 rồi các bạn. Ây da, vừa mới gáy xong. Đừng gáy các bạn. Thà đừng gáy, gáy là chết. Thấy không? Sống qua 15 giây mà đánh thường là 300 rồi. Đấy là chưa 80 tiền. IDAT 2 là ngon đấy nhở. IDAT 2 cái này là cực kỳ ngon. Tưởng ba xịt có thể cho con này luôn cục ngọc ấy, để tí mình cho đồ tăng cho con này đã. Con này kỹ sĩ thì bây giờ nhiều khi sống lâu hơn. Ai đắp mũ cũng được. Cái tim băng cũng ngon. Lấy con ai đắp đi, giờ roll lấy con ai đắp 2. Mũ cũng được các bạn ạ, không vấn đề. Tim băng được, nhưng mà thôi lấy cái mũ đi. Mình roll ở đây một tí, mình lấy con ai đắp 2 đó. Roll nhưng vẫn để 80 tiền nha. Cái nữa rồi à, không ra thôi. Để cố lên con ai đắp 2. Ai đắt 2 cầm mũ để búp siêu nhiều, hồi máu nhiều, có gì đâu. Để Real Raven hát đồ cho ta lông. À, tụi này đổi hết ra giữa là. Ôi ôi đam. Gọi là phải cả đái đam. Thằng hoa cộng thêm cái kia mà. Sao mà đỡ được. Rồi. Ok, ai đánh 2.
Tưởng chừng cút nhưng không, chưa cút được. Đất 1 thì tao thua thôi nha. 15 giây, thăng hoa rồi. Thăng hoa lên rồi. Ván này khăn thì ngon nhờ. Ván này khăn ngon hơn. Thật sự là ván này khăn ngon hơn. Solari à, cho ta lông luôn. Tạo siêu để cho con xây ra sống lâu. Không cần xây ra 3, xây ra 2 là được. Xây ra 3 làm sao được, thằng kia nó cầm mà. Sao xây ra 3 được? Vàng thì giờ lên cấp này, lên cấp ở 80 vàng này. Hay à, mất một cái thăng hoa rồi, mất một cái thăng hoa xịn này, mất thăng hoa lợn, thăng hoa lợn là đủ chết rồi, thăng hoa lợn là đủ chết. Ra sau lên chứ con bạc. Còn thằng pháp sư ba kỵ. Qua 15 giây là ok. Tài nó không có đam đâu em ạ. Ôi, tài là vừa dấu y, vừa dấu y 2. To the rescue!
Game này không đủ thời gian để lên 3 tiền, 4 tiền 3 sao đâu. Đấy, nó sắp chết rồi. Nó sâu luôn mặn tay một tí à. Hai con Hecarim ngon hơn. Ây da, không kịp thăng hoa rồi. Chắc là mình vẫn thắng chứ nhỉ. Ta lông còn sống luôn mà. Nó còn đam đéo đâu. Vút rồng luôn này, nghe carry vút rồng. Đó, từ từ. Đang rồi mà. Biết nút đầu hàng nằm ở đâu chưa? Biết nút đầu hàng nằm ở đâu chưa? Má con Hecarim nó củi. Thật sự con Hecarim 3 nó phê. Thật sự luôn. Hecarim 3 900 đam. Phê đéo tải. Siêu phê vật. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình đếp tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.